Tại Dương em một xíu. Dạ em khỏe lắm chị ơi. Dạ em quá giỏi nên là yên tâm. Em nó có đánh con thì thôi cũng ráng chịu chút ít, không sao hết. Thật sự anh gặp em là anh cũng hơi bất ngờ không? Chúng ta sẽ đến với cặp đôi tiếp theo. Xin mời chàng trai tiếp theo. Rồi, ngồi đi bạn. Và xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, bây giờ thì hai bạn có thể giới thiệu về nhau mà nói lớn lên nha, để cho người kia nghe luôn. Mời bạn. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Rồi, chào chị Nam Thư, là chào bạn nữ bên kia. Em tên là Hát Hổ, em sinh năm 1991. Em tên gì em? Hát Hổ anh. Hát Hổ hả? Hát Hổ anh. Hổ là cọp đen anh. Khắc khổ hả? Dạ, tụi dạ. Nghe đi anh. Trời ơi, nói nghe tụi nó khắc khổ. Hổ đến từ đâu? Em đến từ Phú Yên. Hiện tại là em là nhân viên kinh doanh kiêm thiết kế hệ thống điện năng lượng mặt trời công ty Khải Minh. Rồi bây giờ xin mời bạn nữ. Chào chị Nam Thư. Chào anh Quyền Linh. Chào anh bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Liên Khương. Em năm nay 29 tuổi. Em đến từ Quảng Trị. Em làm nhân viên văn phòng ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Trời, giọng dễ thương quá. Liên Khương, cả hai bạn hôm nay tên ai cũng đẹp hết ha. Bây giờ Liên Khương, em nói một ít về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân em đi. Ưu điểm của em là chân thành và biết chăm lo cho gia đình. Còn nhược điểm của em thì hơi hầu đầu một xíu. Em đi em đi hay em hay bị vã đồ ấy, rồi hay bị rớt đồ, bể đồ ấy. Rồi còn gì nữa không? Bình thường thì em cũng ít nói. Nhưng mà quen rồi thì em sẽ nói nhiều hơn. Rồi bây giờ mời Hát Hổ. Dạ, ưu điểm của em là em rất là nhiệt tình. Bạn bè của em nên đối xử rất là tốt. Những người mà tiếp xúc em một hai lần thì họ cảm thấy em là thằng này ít nói. Rồi, đường tình duyên của Liên Khương thế nào? Dạ, em trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên là kéo dài 3 năm. Là lúc đó em cũng yêu người bạn cấp 3. Mối tình thứ hai thì em quen bạn ấy đi du học Nhật. Nên cả hai chia tay. Dạ, bởi vì khoảng cách xa không yêu xa được. Nhưng mà chị nghĩ là với một cái cô gái xinh xắn, dễ thương, nói chuyện nhẹ nhàng như em thì chắc là mình đi làm sẽ cũng có đối tượng dòm ngó, đối tượng tán tỉnh thả thính chứ ha. Nghe giọng là anh biết có hàng trăm chàng trai thả thính rồi. Đúng rồi. Khỏi cần nhìn mặt nữa. Giọng con gái của ông chị xong nó dễ thương quá trời đất luôn. Còn Hát Hổ. Dạ em cũng có hai mối tình anh. Một mối tình của em là thời sinh viên. Mối tình sau thì em qua bên Lào á, em làm cho Hoàng Anh Gia Lai. Thì ở đó em cũng quen một cô công nhân, nhưng mà do sự bất đồng ngôn ngữ thì thành cô, ra em quen cô gái Lào hả? Dạ. Ôi hay vậy ta. Tình yêu cô gái Lào với tình yêu cô gái Việt Nam nó khác xa nhau không? Nó khác ngôn ngữ thôi anh. Cũng khác ngôn ngữ thôi. Còn mọi thứ giống nhau. Dạ giống nhau anh ạ. Có gì là lạ không? Không, nó không lạ gì hết anh ạ. Anh Linh hỏi kỳ ghê. Ví dụ như em cũng nói hai mắt hai tay một miệng một mũi chứ có cái gì khác nữa có, đâu. Cũng có nhiều cái là lạ lắm em. Dù giờ em nói anh yêu em nói sao? Tiếng Lào. Ai hát nọ hả? Ai hát nọ. Dạ. Anh Quyền Linh số quắc thì nói sao em? Ai Quyền Linh bo ngàm. Ai Quyền Linh bo ngàm. Tôi không thích nói câu đó, tôi nói thích câu dễ thương đi, nói như sao? Ai Quyền Linh ngầm lai. Ngầm lai hả? Ngầm lai. Ô, mấy anh ngầm lai. Hát Hổ ơi. Dạ. Thực sự cái tên của em nghe nó đúng là thiện hổ báo lắm luôn á. Nghe là thấy dữ dằn liền. Dạ là hồi xưa ba em thích coi Thế Giới Động Vật đó chị. Ôi, ôi. Cộng thêm là cái lúc em sinh ra là cũng hơi đen đen ấy. Thành ra bố em ghép cái tên hát với lại tên hổ Thế Giới Động Vật thành Hát Hổ chị. Mai mà lúc đó bố em thấy con hổ trên truyền hình. Chứ lúc đó bố em thấy con heo chắc đặt. Hát heo mà. Hát hợi. Tên quá dữ luôn. Rồi. Bây giờ đàn gái cho tôi biết đi. Muốn tìm người yêu lý tưởng như thế nào? Em muốn tìm một người chững chạc, tâm lý một xíu. Tại vì nhiều khi tính của em cũng nóng dần lên ấy, thì cũng hơi bị dữ. Cho nên phải nhường em một xíu. Em dữ lắm hả Liên Khương? Dạ. Em đập đồ hay em nhào vô đánh người ta? Em đánh. Đánh luôn hả? Đánh luôn ở nhà. Ôi, trời bên, ơi, bên đây Hát Hổ.
hát hổ đi. Tên mình vậy mình có chịu đòn được không cưng? Dạ em khỏe lắm chị ơi, yên tâm đi. À khỏe không? Dạ khỏe. Khỏe về mọi mặt không? Dạ em cũng có giỏ nữa nè, yên tâm em có giỏ luôn á. Dạ hồi là mua thử nha. Dạ. Vậy thì mẫu người lý tưởng của em như thế nào hả hát hổ? 1m50 trở lên là được chị. Hiền, biết chăm sóc gia đình. Ừ. Anh nôn nóng quá xem nàng gái quá. Để coi cô ấy giữ cái nào mà nhào vô đánh ta luôn ha. Ở em chứ mày. Không sao hết trơn. Chào cô ấy Quảng Trị. Chào anh. Có bao giờ đánh ai chưa? Có. Trời ơi, cái nào cũng nói hồi nóng nhào vô quýnh tôi luôn không? Không nha, nghĩ em không có mức đâu dễ thương mà. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em không thích đàn ông gia trưởng, vũ phu. Em có thể vũ nữ được hả? Nhưng mà em không cho phép ta phụ vũ phu đúng không? Dạ. Không, em không thích hút thuốc. Em không hút thuốc. Không có, không uống rượu luôn. Không bia nữa. Lúc em phải tiếp khách hàng. Đúng rồi, đâu bây giờ bia rượu một tí xíu để đi làm việc, giao lưu thì không có vấn đề gì cả. Nói thôi chứ cô gái bên đây đó, có đánh em cũng cười à, không sao đâu. Cô dễ thương lắm, cao lắm, cô vô cô. Anh này. Vậy thôi. Con đàn trai của con hát hổ chứ cái mặt không có hổ. Cái này thuộc về mèo chứ không có hổ. Trời, chào anh hát hổ. Dễ thương lắm à. Bạn có thể cho Phương hỏi là điều mà bạn không thích ở phụ nữ là gì không? Là sự giả dối và tính càm ràm chị. Vấn đề gì ví dụ có sai là nói một lần rồi thôi, đừng có đi nói lại đúng không? Đúng rồi chị. Đúng không? Đừng sợ không ai được cái tính đó anh ơi. Ta nói hoài là ai cũng vậy, nên tất cả nói một lần lắm. Em nói một lần nha. Không có đâu, em cũng nói hoài, anh còn nói hoài nữa kia em. Em nói một lần nha. Nói tới 2-3 lần được, mà nói tới 5 lần trở lên là thấy đau đầu anh à. Thấy không? Dạ. Rồi gì nữa? Cao, lùn, mập, ốm. Sao cũng được. Dạ. Sao cũng được. Con gái được. Nghĩa là con gái là được anh à. Con trai được không? Ồ không anh ơi, em sợ lắm. Còn em, à em để trên bàn, chị thấy là bây giờ em muốn bây giờ luôn không? Cái gì vậy? Để cái gì vậy? Em đem theo hình của gia đình em á. Anh xem giúp em là có giống ba em không? À tức là em muốn người giống ba em hả? Mẫu hình là giống ba đúng không? Hơi xíu xíu. À ba em là ông nào? Nào đâu? Đây nè, đây nè. À hình có một. Anh nên anh quá đáng ghê. Thì có hai người anh đâu biết ông nào. Chứ cái ông này, ông này mất kiếm ông trẻ măng. Sao đẻ ra được này? Ủa Liên Khương cũng còn trẻ mà. Ông này cũng có thể sinh ra Liên Khương được mà. Coi gì giống ba không nha. Giống mà. Sao giống được? Nó cũng chưa hói lắm mà. Bác ở đây rất hói. Là phúc hậu nha. Dạ. Nè mọi người thấy không? Ba Liên Khương nè. Hình như ba Liên Khương giống Quyền Linh hơn. Rồi bây giờ anh đoán đi. Trong bốn người này ai là người đang nói chuyện với em? Anh đoán đi. Trong bốn người đó ai là Liên Khương? Em đó là người áo vàng. Sai rồi, rồi xong luôn, mất cơ hội luôn. Tôi còn không nhận ra anh. Đó. Liên Khương đứng ngoài bìa này nè. Ủa là sao vậy? Bán sai rồi, chúng mình nó sai rồi, qua cái này đi mất điểm rồi. Trời ơi, tôi đoán còn ra đưa cho hát hổ đoán sao được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gặp người thân. Hát hổ, hôm nay hát hổ đi với ai? Em đi cùng ba và sếp em và mấy anh em làm trong công ty em. À, dạ, con xin chào bác. Dạ. À, xin chào tất cả ở hội trường. Tôi là ba của Hắc Hổ. Dạ. Đến từ Phú Yên. Cũng cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho các bạn trẻ gặp gỡ. Hai đứa có tạo cho nhau cái điều kiện, cái cơ hội để đến với nhau. Còn cái bổn phận của làm cha làm mẹ là bao giờ cũng muốn cho con mình ổn định cái cuộc sống. Dạ. Tôi thấy con dâu tương lai mình được không? Nhận xét của bên trai thì thấy rằng em rất dễ thương. Em nó có đánh con thì thôi con ráng chịu chút ít, không sao hết. Cho hỏi sếp cái đi. Sếp gần gũi ngày nào cũng gặp nhân viên á, sếp dạ, thấy sao? Em xin chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Dạ. Thì em xin đại diện công ty là nhận xét về Hổ. Hổ là một người rất là hiền lành. Khi mà Hổ mà nhận được cái chương trình là đi quay phim là Hổ rất là lo lắng. Nói anh không biết là kỳ này bạn gái làm sao. Thì em có nói với Hổ á, có nghĩa là khi mà đến đây á, chủ yếu là duyên nợ thôi. Có duyên là đến với nhau là được. Dạ. Rồi, cảm ơn sếp rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ gặp đàn gái đi. Dạ, em đi với sếp của em và người nhà của em. Rồi, cho gặp người nhà trước đi. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư. Chào hai bạn. Em là anh con cậu của Liên Khương.
Thì nói chung anh em thì chơi hồi nhỏ tới lớn nên cũng hiểu một phần tính cách của Liên Khương là một người rất là tốt. Thông qua chương trình này thì có thể hai bạn trao nhau một cơ hội để có thể tìm hiểu rõ hơn về nhau. Rồi, cảm ơn em. Chị sếp, chị có muốn nói gì không? Em thấy là bạn trai bên này thì cũng được. Đàn ông biết bao dung, biết yêu thương đủ thì sẽ có một người phụ nữ luôn luôn đứng bên cạnh mình. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ mình mở rào đi cho Liên Khương với lại Hắc Hổ gặp nhau rồi tính tiếp ha. Mở rào. Bắt đầu đi Hắc Hổ. Anh K2 muốn quà tặng em. Thứ nhất là con gấu bông này, nó thay anh luôn ở bên em để quan sát em. Còn cái hồ của anh đây là rất là nhiều nè, thể hiện cho tình cảm của anh cũng dành cho em rất là nhiều. Cài định vị gấu bông để quan sát theo dõi. Đây là cây ba dụng cái tính cách của người con trai ấy, lão nữa ấy, rất là to, là rồng. Thì nó thể hiện cho tình yêu thương, bao dung. Thì em mong muốn người đàn ông của em ấy là một người biết hiểu em và thương em. Anh hiểu. Xin lỗi Hắc Hổ nha, thực sự hồi nãy là em đoán đúng. Dạ em biết mà. Hồi nãy là em đoán đúng nhưng mà chị cố tình nói là em đoán sai để coi thử cái cảm giác của em như thế nào. Thật sự anh gặp em là như tấm hình của em rất là xinh. Anh cũng hơi bất ngờ không? Anh là những lần tiên tham gia cái chương trình lớn như vậy, anh thiệt là rất là hồi hộp. Ủa vậy chứ có mấy người kia tham gia mấy lần rồi hả? Dạ. Ai cũng có được tham gia có một lần thôi chú. Dạ, cái tính của em hồi xưa cũng nhút nhát anh ạ, thật ra em cũng hơi run thật. Nhưng mà về sự bao dung như em nói, anh làm được. Hiểu em thì anh sẽ hiểu dần dần, chứ không thể một hai ngày hiểu được. Đúng rồi, em nghĩ là phải cần thời gian. Em thì anh có vẻ hiền, chắc là có thể chịu được cái tính của em. Anh hiền là chắc rồi đấy. Nhưng mà anh không biết là em đánh như thế nào thôi. Anh sợ điều đó. Không, chỉ phụ nữ mà chỉ cào cào thôi, chứ không có vụ mà lên gối trắng chỏ quay sân phi rồi vậy đâu em. À, bây giờ em chào sao em múa vỏ cho cô thấy cái gì để cô không có đánh em nè. Đúng rồi. Ừ, nè, nó học vỏ đó. Mình vô mình dằn trước cái liền cưng, về sau này đỡ bị đánh em. Đúng rồi, bắt đầu đi Hổ. Dạ, đi. Đây. Đó. Trời ơi. Đứng trước mặt tao, đứng gần gần tao thử. Bắt đầu. Không làm được anh ơi, phụ nữ em. Phụ nữ là em biểu diễn cho cô thấy nè. Em đừng nhìn Khương, nhìn hoàn hẳn mặt chị nè. Dạ em chỉ người này em ghét thôi. Rồi em quay ngược lại, quay ngược lại. Đó, quay hướng bên kia. Đó. Anh Linh. Hả? Lên, đây Linh. Cái gì? Đây, vô em. Đó đi nha. Đừng. Dạ em anh. Em cũng mong bạn nữ mới như vậy anh ạ. Trời, nó chơi chứ à. Làm sao có thể đánh phụ nữ ha. Dạ, dạ đúng rồi. Phụ nữ dùng một cành hoa nữa. Bây giờ chúng ta bắt đầu nói chuyện hẹn hò đi. Để đưa mà đi đến đấy ấy. Thì em có nghĩ vài câu thơ. Em em cứ đọc đi bé. Bạn em cứ đọc đi cơ. Em về điểm phận Tô Sơn. Tình xưa tôi đã không còn phận vương. Nếu anh bên ấy có thương, đừng quên những nụ cuối đường có nhau. Dễ thương. Đã đến giờ phút mình kiểm tra lại con tim của mình rồi, để xem anh có chăm sóc em như cây bàng non hay không. Các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng ha. 3, 2, 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng nha. Rồi, đứng lên. Hãy nắm tay Liên Khương đi Hắc Hổ.